mục hộ thân. Như ở trước đã nói, hành giả giàu tu thiền với đề mục nào đi nữa, chẳng hạn như ở đây là hơi thở, thì trước hết và mỗi ngày nên dành thời giờ để chuyên chú vào bốn đề mục sau đây để hỗ trợ cho việc tu tập trước mắt nhằm trấn áp những phiền não lớn như tham tài, tiếc của, ganh tị, thù hận và tránh được những bất trách đến từ thế giới chung quanh chúng bao gồm phép niệm từ tâm là ban rãi lòng từ đến tất cả chúng sinh mong ai cũng được an lạc như ý thứ hai là bất tịnh quán asupa bhavana là sự quán niệm tử thi tức xác chết trong các tình trạng khác nhau có chỗ giải thích chữ asupa chỗ này là đề mục thể trượt tức quan sát sự dơ giấy của thân thể thứ ba là niệm phật là niệm tưởng chính hồng danh của đức phật thế tôn thiện thệ vô thượng sĩ hoặc ba đức lớn tiêu biểu của ngài như bi đức là ai ngài cũng thương trí đức là điều gì ngài cũng biết và tịnh đức là ở chỗ nào ngài cũng thanh tịnh như nhau và cũng có thể hiểu đà đức lành nào ngài cũng có thứ tư là niệm sự chết là ngày nào trước lúc tu thiền hành giả cũng phải tâm niệm với riêng mình một điều rằng cái chết chắc chắn sẽ phải đến không sớm thì muộn ta có thể sống tới trăm tuổi hoặc vài phút nữa là phải ra đi rồi một phép niệm từ tâm trước hết hành giả chọn lấy một tư thế thích hợp và thoải mái để xác định với bản thân là mình đang thật sự không có chuyện thù oán với ai thân mình đang an lạc tâm mình cũng đang an lạc. Rồi tiếp theo đó tưởng đến người mình thương kính nhất qua những chi tiết về họ. Chẳng hạn về giới hạnh, tri kiến hay những đức tánh nào đó. Rồi lắng lòng ban rãi từ tâm đến đối tượng ấy. Mong họ cũng được như mình ngay lúc này là vô oán, vô hối, thân tâm an lạc. Nếu hành giả là người đã đắc thiền, thì sau khi nhập xuất thiền mới dùng khả năng định tâm lúc đó để rải từ tâm theo cách vừa nói. Như ta cũng biết, hành giả chỉ có thể xuất nhập đến tam thiền để làm việc này, bởi từ tứ thiền sắc giới trở lên thì không còn thích hợp cho từ tâm nữa. Từ đối tượng đáng kính, hành giả chuyển sang các đối tượng dễ thương đáng yêu, sau đó là những đối tượng khác. Với những ai hành giả thấy là không thoải mái thì hãy quên họ đi lúc này tạm thời không nghĩ đến họ nữa và hành giả cũng nên tự hiểu rằng vô lượng tâm của mình chưa thật sự là vô lượng và đến lúc nào đó hành giả thấy kẻ thân, người thù, người lạ và chính mình không có gì khác biệt nhau thì đây chính là lúc tự tâm của hành giả đã đạt tới trình độ không biên giới không còn bị giới hạn bởi những phân biệt thân sơ, thù bạn nữa với khả năng này hành giả mới có thể tu tập hoàn mãn tự tâm để chứng thiền với 528 câu nguyện đã được nhắc đến trong bộ Patisamphit Dhammaka. Chú thích con số 528 Có bốn cách rải tâm từ. Cách thứ nhất, cách rải từ tâm cho đối tượng phổ thông là lấy năm loại đối tượng hữu tình, hữu tức, các loài sinh vật, các hạng người, các loài hữu thể, nhân chế bốn điều nguyện thành con số 20. mươi. Cách thứ hai, phép rải từ tâm cho đối tượng cá biệt là lấy bảy hạng đối tượng cá biệt bao gồm nữ, nam, thánh, phàm, chư thiên, nhân loại và đọa xứ nhân giới bốn điều nguyện thành ra con số 28. Phép rải tâm từ thứ ba là phép rải tâm từ phổ thông cộng thêm 10 hướng là cách một nhân với 10 hướng tức là 20 nhân 10 thành ra con số 200. phép rải tâm từ thứ tư là phép rải tâm từ cá biệt cộng thêm 10 hướng là cách 2 nhân với 10 hướng tức là 28 nhân 10 ra con số 280. Tổng hợp lại ta có cách 3 cộng cách 4 tức 200 cộng 280 thành ra con số 480. Cộng 4 cách, cách 1, 2, 3, 4 tức 20 cộng 28 cộng 200 cộng 280 ra con số 528. Giải thích thêm, 10 hướng gồm Đông, Đông Nam, Nam, Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Bắc, Đông Bắc, Trên và Dưới. Bốn điều nguyện là không thù, không khổ thân, không khổ tâm, an lành nhờ biết tự bảo trọng. 2. Phép niệm hồng ân Phật bảo Ở đây nói về hạng hành giả đã từng chứng thiền Đương sự dùng định và tuệ của tầng thiền mình đã chứng Để nghĩ tưởng về hồng ân của Đức Phật Qua một ảnh tượng nào đó mà mình ưng ý Bằng niềm tính tâm Cụ thể như đang nhìn thấy Đức Phật hiện tiền Hành giả lần lượt suy tưởng về từng hồng danh của Ngài với những ý nghĩa trong đó như Arahant tức là Hán là gì Sugato tức thiện thể là như thế nào sao gọi là Bhagava tức thế tôn hay Sama chánh đẳng chánh giác hành giả sẽ thấy như mình đang chìm sâu trong biển ơn đức của Phật hành giả nhờ vậy sẽ được thủ hộ khỏi các nguy hiểm nếu đó không phải là trọng nghiệp 3. Phép quán niệm bất tịnh Cũng giống như phép niệm Phật Hành giả dùng sức định tâm của mình Để quán niệm các tử thi và hài cốt Nhằm thấy được sự đáng gớm và đáng sợ của tấm thân này Người sao ta vậy? Với người hữu duyên thì đây cũng là một đề mục hậu thân rất hữu hiệu Nhờ sự thường xuyên quán niệm tử thi hành giả sẽ không còn nặng lòng với bao chuyện trên đời như tiền tài, danh lợi, nhan sắc, tuổi trẻ, vân dân. Và có rất nhiều vị đã chứng thánh với đề mục này. 4. Phép niệm chết Theo chú giải thanh tịnh đạo và kinh niệm xứ, thì một người thuần thục trong phép quán tử thi thì cũng sẽ rất dễ dàng tu phép niệm chết. Với hành giả chưa đắc thiền thì chỉ niệm chết bằng sự hình dung hay niên tưởng. Suy xét nên chắc chắn sự thấm thí đối với cái chết không sâu đậm, ấn tượng bằng một người đã đắc thiền. Đương sự dùng sức định tâm của người có thiền để quán chiếu mối liên lạc giữa tấm thân này với cái chết. Nhìn thân người sống nghĩ đến xác người chết. Sống và chết lúc này là hai giai đoạn dính liền nhau cụ thể và hiện tiền. Không phải cái gì xa xôi, lâu lắc như người yêu đời vẫn cố hy vọng vậy. Trong kinh có cho mấy câu niệm gợi ý. Cái chết là chắc chắn, mạng sống là bất trắc. Hay cái gì cũng có sự kết thúc, sinh mạng của ta sẽ kết thúc bằng cái chết, vân dân. Với định lực của mình, hành giả thấy rõ cái chết của tâm lý và sinh lý chỉ là sự biến mất không tái hiện của sắc mạng quyền và tâm sở mạng quyền kiếp này. Đều một niệm chết chỉ có thể dẫn đến cận định vì nó nặng về suy tư, quán xét hơn là định tâm một cách máy móc. Loại đề mục như vậy, kiểu mười thường niệm đều không thể dẫn đến kiên cố định. Lợi ích của phép niệm chết trước mắt giúp hành giả sống buông bỏ tốt hơn, tinh tấn hơn tâm không nhỏ nhặt chật hẹp nữa và điều cốt yếu là có dịp nhận thức sâu sắc về khía cạnh tam tướng của đời sống. D. Sơ lược phép tu 10 đề mục Kasina Cách tu 10 đề mục này đại khái là giống hệt nhau, chẳng hạn như ở đề mục đất hành giả có thể chuẩn bị một khung đất có đường kính khoảng 3 tấc hoặc lấy que vẽ một hình tròn trên đất với đường kính tương tự cũng được rồi nhìn vào đó niệm hoài một chữ đất đất phần chuẩn bị các đề mục casino khác cũng gần giống như vậy ấn tượng của đề mục buổi đầu giống hệt như hình dáng của đề mục trước mắt được gọi là sơ tướng sau đó ấn tượng này thay hình đổi sắc đẹp hơn hoặc thành màu khác so với ấn tượng trước đây lúc này nó được gọi là nhiếp tướng sau đó nó trở thành một thứ rất xa lạ gần như không liên quan gì tới đề mục gốc để từ đây hành giả đắt được cận định hình ảnh đề mục lúc này đã ở vào giai đoạn tự tướng rồi cứ vậy nếu đủ duyên hành giả sẽ đắc chứng các tầng thiền từ sơ thiền trở lên đó là nói sơ lược cho có. Muốn đọc thêm, xin vào thanh tịnh đạo, xem phần nói về định học. Phép tu định học là trao dồi khả năng định tâm bằng cách chuyên chú vào 40 đề mục một cách máy móc. Mục đích của định học trong Phật giáo chỉ nhắm đến ý nghĩa duy nhất là hỗ trợ trí tuệ quán chiếu danh sách, tức hành trình tu tập tuệ học. Hành trình này được gọi là niệm xứ Satipatthana hay tuệ quán Vipassana. Nội dung cốt yếu của pháp môn Vipassana là quan sát và nhận biết hoạt động cùng bản chất của thân tâm hay danh sách trong và ngoài ta trên khía cạnh đốt ráo nhất, vượt ngoài mọi khái niệm chúng sanh dạng vật theo thường thức. Đó chính là khía cạnh chân đế, Paramattha trên phương diện chân đế thì toàn bộ cái gọi là chúng sanh và thế giới chỉ nằm trong hai thứ danh sắc. Danh gồm tâm thức của chúng sanh và tâm sở là những thuộc tính của mỗi loại tâm. Còn sắc chính là 28 thứ vật chất. Một người không học giáo lý A Tỳ Đàm hoặc không tu tập tuệ quán thì không có cơ hội để thấy rằng mọi thứ ở đời chỉ là danh sắc và danh là gì, sắc là gì, trong mỗi lúc ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng và suy tư. Các ngài gọi đó là trí tuệ phân biệt danh sắc. Bắt đầu cho giai đoạn kiến tịnh. Với trí tuệ này, hành giả thấy rõ được bản chất và kết cấu ghép nối của từng thứ danh sắc để phá vỡ ý niệm thuần nhất, cá biệt về chúng sanh và dạng vật nói chung. Từ đó thấy được rằng dạng pháp là vô ngã cái gì cũng do ghép nối và liên tục sanh diệt tiếp theo hành giả thấy được rằng sắc pháp tức vật chất đều do các nhân duyên mà có sắc pháp nào do nghiệp tạo do tâm tạo do nhiệt độ tạo và do dưỡng tố tạo và hành giả cũng từ nhận thức trên đây thấy được duyên khởi của đời sống nói chung được bắt đầu như thế nào từ sự vô tri trong tứ đế mới dẫn đến ba hành từ ba hành dẫn đến tái sanh có tái sanh mới có sáu căn có sáu căn mới có sáu xúc sáu thọ sáu ái từ ái lại tiếp tục gieo mầm tái sanh cho đời sau kiếp khác khả năng nhận thức này gọi là trí liễu duyên để bắt đầu cho đoạn nghi tịnh trong thanh tịnh đạo và sớ giải A Tỳ Đàm đều xác định rõ rằng không hề có chuyện một người giải thoát sanh tử mà không am tường lý duyên khởi. Lý tưởng của pháp môn tuệ quán là thấy rõ được ba khía cạnh vô thường, khổ, vô ngã trong tất cả những gì thuộc về thân tâm, nhân quả trong và ngoài ta dầu thuộc thời điểm nào. Nói rộng thì cái gọi là trí tuệ Vipassana có đến 16 nhưng trong chánh tạng chỉ kể có 10 mà thôi. Với chủ trương chỉ quán sông tu, tức định tuệ cùng lúc, trong suốt 21 năm, từ năm 1983 đến năm 2004, Trung tâm Ba Ốc có thể nói đã thử nghiệm thành công việc hướng dẫn và hành trì Vipassana cho hàng ngàn người.